Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đến nhiều file thành một file Giả sử như ở đây Tôi có 4 file Bây giờ tôi muốn là nén 4 file này thành một file duy nhất Thì tôi sẽ làm như sau Đầu tiên đó, tôi sẽ giữ phím Ctrl Sau đó lần lượt tích chọn vào từng file Thì lúc này á 4 file sẽ được quyết chọn Tiếp theo tôi sẽ bấm phải chuột tại một file bất kỳ Sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào dòng là s và các bạn lưu ý nha. Đối với win 7 và win 10 á, khi các bạn chúng ta bấm phải chuột thì dòng là STAG. Nó sẽ xuất hiện ở đây nha. Còn đối với win 11 á, muốn xuất hiện dòng đó thì các bạn chúng ta phải vô win ra thì cái dòng là STAG nó mới xuất hiện nha. Rồi đây, tôi sẽ chọn vào STAG. Tiếp theo, ở cái dòng là AGEM á, các bạn có thể là đặt tên cho file nén. Giả sử như ở đây Tôi sẽ đặt tên cho file nén là Tài liệu Hay chẳng hạn Rồi Tiếp theo tại cái dòng là IT format Nó có 3 định dạng đuôi Thứ nhất là đuôi ra Thứ hai là ra 4 Và thứ ba là zip Trong đó đuôi ra và đuôi zip Là hai đuôi phổ biến nhất Ở đây á, tôi sẽ chọn là đuôi ra này. Rồi nếu mà các bạn chúng ta muốn Thiết lập mật khẩu cho file nén á thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào Save Password Tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ nhập mật khẩu vào đây nha. Ở đây á tôi không muốn là thiết lập mật khẩu cho file nén nên tôi sẽ chọn vào OK. Sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào OK. Thì lúc này á nó sẽ nén bốn file thành một file duy nhất có tên là tài liệu 2. Đây là cái nén đầu tiên. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách nén nhanh này. Đầu tiên là tôi sẽ quét chọn vào bốn file. Giữ phím control chọn vào bốn file tiếp theo tôi sẽ bấm phải chuột tại một file bất kỳ sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào dòng là desktop ra desktop ra là tên mặc định của nó nha các bạn chúng ta muốn nén nhanh đó thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là esto ở đây thì lúc này á nó sẽ nén nhanh nha đó thì trong hai file này á nó chưa bốn file mà tôi vừa nén lúc nãy đó tương tự đối với file tài liệu 2 cũng vậy Đó nó chứa 4 file Rồi đối với 3 file quạt cũng vậy Các bạn chúng ta muốn là nén 3 file này Thành một file duy nhất á Thì các bạn chúng ta cũng làm tương tự nha Quét chọn vào 3 file Word Sau đó ở đây bấm phải chuột tại một file bất kỳ Chọn vào dòng là s 2 Đặt tên cho nó Ví dụ như đây là file Word hay chẳng hạn rồi chọn định dạng đuôi cho nó. Ở đây tôi sẽ chọn là đuôi zip. Muốn thiết lập mật khẩu thì các bạn chọn vào save password nha. Chọn vào ok. Thì lúc này á nó sẽ nén 3 file thành một file duy nhất. Thì trong file này á nó chứa ba file word. Rồi, nếu mà các bạn chúng ta muốn giải nén file ra á thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau này. Bấm phải chuột. Sau đó ở đây, chọn vào attach file. Ok. Thì lúc này á file sẽ được giải nén trong cái file này á nó chứa ba file word đó hai file này cũng vậy nha đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách lấy nhiều file thành một file duy nhất nếu thấy video hay hữu đó, thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi